Huh? Oh no! Ồ, ở đây chúng ta có những chú khủng long nè, cùng nhập với mình nhé. Đầu tiên chúng ta có một chú khủng long có thân hình cao lớn và chú có làn da màu xanh sẫm và những vạch vàng một bên chạy dọc khắp thân thể trông khá là nổi bật luôn. Chú có một chiếc đuôi khá dài và còng. Hai chân sau của chú to khỏe và chú có thể chạy rất nhanh đó, tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại khá là yếu đuối và không hề có móng vuốt và trông nó khá là vô dụng luôn. Đúng không? Hồi đây chúng ta có gì đến các bạn con T-Rex với con Spino. Hồi đây các bạn hãy còn lâu vào cuộc chiến đấu với hậu nhà rất là hậu nhưng các bạn nhìn lâu sẽ chạy theo. Nha, chú là loài khủng long ăn thịt nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ bé, tuy nhiên chú lại có thể chạy rất nhanh nha mọi người. Và chú có tên gọi là Velociraptor. Và chú có một chiếc đuôi khá là dài nè. Thân hình của chú thon gọn và có làn da màu xám trắng, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu đen nha mọi người. Và nhìn bốn cái chân của chú nè trông khá là rắn chắc, và những chiếc móng vuốt sắc nhọn chứng tỏ chú có, chú rất giỏi đông vì thân màu nha mọi người. Wow, và đây là Velociraptor. Đây các bạn, chúng ta có một cái lông Velociraptor khổng lồ này nha. Con này nó cao lên 1,8m luôn nha các bạn. Chạy rất là nhanh đấy chứ. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ có tên gọi là Ares. Và chú là loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Vì vậy chú có khuôn mặt rất chi là dữ dằn. Chú có thân hình khá là to lớn, gân guốc và có làn da màu xám nha. Phần lưng và cổ của chú mọc lại những chiếc gai sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn này. Và chú có một chiếc đuôi siêu dài nữa nha. Bốn cái chân của chú chắc khỏe, gân guốc và có lại những chiếc móng vuốt sắc nhọn, và nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Màu tím nó rất là ngầu và hấp dẫn luôn nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông khá là mập mạp luôn này mọi người. Chú có làn da màu xanh lá, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu xanh dương, và chú có một chiếc đuôi khá là dài nữa. Bốn cái chân của chú trông khá chắc khỏe và mập mạp, và mọc lại những chiếc móng vuốt sắc nhọn, nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Cổ của chú khá là to và cứng, và đặc biệt chú có hai cái bờm khá to ở trên đầu trông khá là nổi bật luôn này mọi người. Chú là loài khủng long ăn thịt nha. Wow, in lục khủng sổ đó, còn khủng lục khủng lồ đi là khổ với hai cái bạc phần ra rất là ngầu luôn các bạn cho chứ kìa. Và đây chúng ta có một chú khủng long hết sức nhỏ bé luôn. Chú có làn da màu xám, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu đen, và chú có một chiếc đuôi khá là dài đó. Hai chân sau của chú chắc khỏe, tuy nhiên lại khá nhỏ và ngắn và có màu đen tuyền nha mọi người. Hai chân trước của chú khá là nhỏ bé, tuy nhiên mọc lại những chiếc móng vuốt sắc nhọn, và nó giúp ích rất nhiều cho chú trong khi săn mồi nha. Chú có một chiếc cổ khá là dài, và nhìn nè, đôi mắt của chú màu vàng và hai hàm răng sắc nhọn chứng tỏ đây là một chú khủng long. Wow, bay gió đi các bạn, đây là một khủng long bay gió kìa các bạn, gì nó to chưa kể không. Khủng long ăn thịt nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long có một chiếc đuôi khá là dài và có bốn cái sần nhô đen trông giống như những thanh kiếm vậy. Chú có thân hình khá là đầy đặn cho mọi người và có làn da màu vàng, tuy nhiên phần lưng của chú thì là có màu nâu, và đặc biệt chú có những cái vảy mọc tua tủa trên lưng khá là đẹp mắt luôn, trông giống như những ngọn lửa vậy.
chú có một chiếc cổ khá là dài và chú là loài khủng long ăn lá cây nha. Ồ, quá hoặc quả, chúng ta có một con Stegosaurus chẳng hạn các bạn, người đã to cho các bạn thấy hậu quả của mình. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là to lớn và chú có làn da màu xanh lá nha mọi người. Phần lưng và cổ của chú mọc đầy những chiếc gai nhọn trông khá là đáng sợ luôn, và chú có một chiếc đuôi khá là dài nữa. Hai chân sau của chú to khỏe khổng lồ và mọc đầy những chiếc móng vuốt trông khá là đáng sợ luôn nè. Tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại khá là nhỏ bé, đen tuyền và không thể có móng vuốt nha mọi người, trông nó khá là vô dụng luôn. Trên thân hình chú tràn diện những vết thương do các trận chiến mang lại. Wow, đây cái này đây này, một con Ceratops đây các bạn nhìn thấy không? Cái nào hay là rất là Ceratops khổng lồ, để các bạn nhìn thấy rất là luôn. Lại và chú là loài khủng long ăn thịt nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ này mọi người, chú có là chú có bốn cái vảy khá to dài và cứng và mọc đối xứng với nhau trông khá là đẹp luôn, và chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa nha. Thân hình của chú được bao phủ bởi một lớp vảy thô và cứng và có màu đen tuyền, và đặc biệt chú có một chiếc cổ siêu dài luôn nè. Trên chiếc cổ ấy là một cái đầu trông giống như đầu rắn vậy, với đôi mắt đỏ lòm trông khá là nguy hiểm luôn. Chú là loài khủng long ăn thịt và thường sinh sống ở dưới nước nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ có tên gọi là Spinosaurus nha mọi người. Chú có một cái vảy khá to ở trên lưng và chú có một chiếc đuôi siêu dài luôn nè. Trên chiếc đuôi mọc ra những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Chú có làn da được bao bọc bởi những chiếc vảy thô cứng và có màu xanh lá nha mọi người. Bốn cái chân của chú chắc khỏe dài và mọc ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn, nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Và chú là loài khủng long ăn thịt nó. Wow, và đây là con Spino đây các vị. Vừa mới hạ được con Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé có tên gọi là Brachiosaurus nha mọi người. Chú có làn da khá là xù xì và có màu cam, tuy nhiên phần sống lưng thì lại có màu đen và đuôi của chú cũng khá là ngắn nữa. Bốn cái chân của chú trông khá là dài, tuy nhiên lại khá là nhỏ bé và yếu ớt nha mọi người. Chú di chuyển rất chỉ là chậm luôn. Đặc biệt chú có một chiếc cổ siêu dài nè mọi người, và chú có một cái đầu trông giống như đầu rắn vậy, tuy nhiên chú lại khá là hiền và chú thường ăn những chiếc lá cây ở trên cổ. Ồ, và đây mình có mơ chim một số nữa thì các bạn có thể thấy được chú khủng long với cái cổ với nó là rất là dài luôn nha các bạn. Đấy, ngầu cho các bạn. Chào. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu đỏ và những vết phân màu đen chạy dọc cả thân thể trông khá là nổi bật luôn. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nha mọi người, và nhìn bốn cái chân của chú này trông khá là chặt khỏe với một bộ móng vuốt sắc nhọn và nhô hẳn lên trông khá là đáng sợ luôn, nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Chú có một chiếc cổ khá là xù xì nha mọi người và đôi mắt màu đen. Khuôn mặt của chú khá là dễ thương, tuy nhiên hai hàm răng sắc nhọn chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Đó, wow, và đây là Velociraptor và để các bạn. Đấy, nhìn nó to chưa kìa không? Con này nó khá là to luôn các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé luôn. Chú có làn da màu xanh dương pha lẫn màu trắng và một cái đuôi thun và dài nha mọi người. Bốn cái chân của chú nhỏ và ngắn chứng tỏ chú di chuyển rất chỉ là chậm luôn. Và nhìn kìa, chú có một chiếc cổ khá là dài và trên chiếc cổ ấy là một cái vòm khá là to và đẹp nha mọi người. Cái đầu của chú khá là nhỏ luôn và đôi mắt của chú đang nhánh và khá là to và cái miệng nhỏ. Wow, và đây mình có Amaga đây các bạn. Đây là con khủng long gai Amagasaurus đấy các bạn. Đấy, có những cái gai nhọn trên người đó rất là to hơn nữa học sĩ chưa. Đây là một chú khủng long ăn lá cây nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông khá là gầy luôn nha mọi người. Chú có thân hình khá là nhỏ bé và có làn da màu xanh thẫm và có một chiếc đuôi siêu dài luôn nè. Bốn cái chân của chú chắc khỏe và mọc đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn trông khá là nguy hiểm và nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Cái cổ của chú khá là dài đó, và cái cổ được bao bọc bởi hai cái bờm cứng mọc đối xứng với nhau tạo thành một vòng tròn trông khá là đẹp luôn, và khuôn mặt của chú nhìn. Wow, và đây là Dilophosaurus đấy các bạn. Ở đây chúng ta một con khủng long Dilophosaurus đấy, các bạn có thể thấy các bạn phình ra đấy các bạn. Đấy, nhìn nó to chưa kìa. Trông cũng khá là dữ dằn nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé có tên gọi là Ankylosaurus nha mọi người. Chú có làn da màu xanh dương, nặng và cứng, và trên làn da ấy mọc tua tủa những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn nè. Chú có một chiếc đuôi khá là dài và thon nữa nha. Bốn cái chân của chú khá là ngắn và nhỏ chứng tỏ chú di chuyển rất chỉ là chậm đó.
và nhìn kìa, cổ và đầu của chú mọc đầy những chiếc gai nhọn luôn, trông khá là nguy hiểm. Tuy nhiên chú lại khá là hiền và chú là loài khủng long ở lá cây nha. Wow, và đây mình có con ankylo khổng lồ đây các bạn. Đây, con hổ lông khá là to lớn luôn các bạn. À, xịn đấy. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ. Chú có làn da màu xanh dương, tuy nhiên phần lưng, đuôi và cổ thì lại có màu cam. Và đặc biệt trên lưng của chú là hai hàng gai mọc tua tủa ra trông khá là đáng sợ luôn nha. Chú có một chiếc đuôi khá là thon và dài. Và cái cổ của chú cũng dài không kém và mọc vài những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Bốn cái chân của chú khá là dài và thon, tuy nhiên chú lại di chuyển khá là chậm đó. Nhìn hai hàm răng sắc nhọn này này trông khá là nguy hiểm luôn, tuy nhiên chú lại là Wow, và đây là Amaga đấy các bạn. Chúng ta một con khủng long gai Amaga sơ rất khổng lồ, chú là nhỏ trên người các bạn, nó to trên cả thân. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình to lớn trông giống như một chú voi vậy. Chú có làn da thô dài và có màu tím, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu xanh dương và chiếc đuôi khá là ngắn nữa. Bốn cái chân của chú trông giống như bốn cột trụ vậy, tuy nhiên chú lại chạy khá là nhanh nha mọi người. Và nhìn kìa, trên đầu của chú có một cái bờm khá là lớn luôn nha. Ngoài ra còn có một cặp chân cứng và nhọn nữa. Ở đây mình có bé tên Xenotep khổng lồ như vậy. Đây là con lồ thật sự rất là đẹp, các bạn nhìn vào thì cái đó. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ trông giống như một chú bò sát khổng lồ vậy. Chú có phần bụng gần như nằm sát mặt đất luôn nha mọi người. Đuôi của chú khá là dài nữa và trên lưng của chú là một lớp vảy thô và cứng và có màu vàng nha. Và đặc biệt chú có một cái phổi khá là lớn ở trên lưng nha mọi người. Bốn cái chân khá là mạnh mẽ, tuy nhiên nó lại khá là ngắn, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm nha. Và chú là loài khủng long ăn thịt nó. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ bé và có tên gọi là Spinosaurus nha mọi người. Chú có làn da khá màu hồng và khá là thô ráp. Trên lưng có một cái quay khá là lớn nữa. Đuôi của chú khá dài và một vài những chiếc gai trông khá là đáng sợ luôn. Hai chân sau của chú khỏe mạnh và cơ bắp và chú có thể chạy rất nhanh đó. Tuy nhiên hai chân trước thì lại khá là ốm yếu và không hề có móng vuốt và trông nó khá là vô dụng nha mọi người. Wow, và đây là con Spino khổng lồ. Và đây là con này có đỏ rực thì các bạn nhìn nó to chưa kìa không? Đấy, xịn chưa kìa các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ này mọi người. Chú có thân hình màu đen tuyền và có một chiếc đuôi siêu dài luôn. Trên lưng và cổ của chú mọc đầy những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn nè. Thân hình của chú được bao bọc bởi một lớp vảy dài và sáng bóng nha mọi người. Bốn cái chân của chú khá là dài và mọc đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Và chú là loài khủng long. Ăn thịt nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long đang đậu trên cành cây nè mọi người. Chú có thân hình khá là lớn luôn nha. Chú có làn da màu nâu và không hề có đuôi. Hai cánh của chú sải rộng nè mọi người, khá là dài luôn. Và chú có một cái mõm khá là nhọn nha mọi người. Và nhìn này, chú có thể mở miệng ra nè. Và trong miệng chú đầy những chiếc răng nhọn và một chiếc lưỡi đỏi, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Thì chú, ngoài ra chú còn có một cái sừng khá nhọn và cứng ở trên đầu và có màu xanh dương nha. Đấy, và đây chúng ta còn ghi cho rồi đây các bạn, thằng bay nó sẽ cánh rất là dài, tốc độ bay của nó cánh rất là nhanh luôn nha. Đấy, thì nó rất là to đấy chứ. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông giống như một chú thằn lằn. Thân hình của chú khá là nhỏ bé luôn và chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa. Đấy, làn da của chú được bảo bọc bởi một lớp vảy thô cứng và có màu nâu xám nha. Tuy nhiên phần lưng thì lại có màu nâu và đặc biệt chú có một cái vảy khá là lớn ở trên lưng nè mọi người. Bốn cái chân của chú trông khá là khỏe mạnh, tuy nhiên lại khá là nhỏ bé, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm nha. Và chú là loài khủng long ăn thịt đó. Đây, chúng ta có đi cho lọt này, con này nó to chưa kìa đó. Đây, con này rất là dữ này, đi theo đàn rất là nhiều luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé luôn. Chú có làn da thô dày và có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa nha. Bốn cái chân của chú khá khỏe, tuy nhiên lại khá ngắn và nhỏ, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm luôn. Và nhìn kìa, trên cổ của chú là một cái bờm khá to và cứng và có hình lăng quạt cho mọi người.
Ngoài ra chú có một cặp sừng khá to và nhọn và một cái sừng khác ở trên mũi, tuy nhiên lại khá là nhỏ. Mọi người chú có tên gọi là Triceratops và là loại khủng long ăn lá cây nha. Ồ, có thể Triceratops loại khủng long và sừng Triceratops khổng lồ luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu vàng xen lẫn màu xanh lá cây trông khá là nổi bật luôn. Thân hình của chú được bao bọc bởi một lớp vảy thô và cứng và chú có một chiếc đuôi khá là to và ngắn mọi người. Hai chân sau của chú to khỏe và có những chiếc móng vuốt màu đen nè. Tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại khá là nhỏ bé và không hề có móng vuốt và trông nó khá là vô dụng luôn nha. Cổ của chú khá là gân guốc và nhìn kìa hai hàm răng của chú trắng ở mặt. Wow, và đây là khủng long bản chú thì với đây các bạn. Đây, ngầu xưa kìa thấy không? Đây là một chiếc lô khổng lồ của mình đấy các bạn. Da của chú có màu xanh lá và phần lưng thì lại có màu đen và chú có một chiếc đuôi khá nhỏ nữa nha. Hai chân sau của chú khá là dài chứng tỏ chú có thể chạy rất là nhanh và hai chân trước của chú khá là nhỏ bé và không hề có móng vuốt, trông khá là vô dụng luôn và trông giống như hai bàn tay vậy. Chú có một cái đầu khá là tròn và cái cổ khá là dài nha. Chú là loài khủng long ăn lá cây. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khổng lồ nha mọi người. Chú có làn da màu xám xịt và thô và cứng, trông giống như một tảng đá lớn vậy. Và đặc biệt là hai sống lưng chạy song song với nhau, trông khá là nổi bật luôn nè. Chú có một chiếc đuôi khá là dài và cong nha. Bốn cái chân của chú trông giống như bốn cây cột trụ vậy, chắc khỏe vô cùng luôn. Tuy nhiên chú lại đi di chuyển khá là chậm và nhìn cái cổ của chú này khá là dài có đúng không nào. Cái đầu của chú trông giống như cái đầu. Và đây là avatar đây các bạn. Một con khủng long mà tôi sẽ lớn với cổ khá là dài và rất là to đến chút cụ chứ kìa. Cả vậy. Và lại chúng ta có một chú khủng long có làn da màu xám xịt nha mọi người. Chú có thân hình khá là săn chắc và phần sống lưng nhô cao trông khá là nổi bật luôn nè. Chú có một chiếc đuôi khá là to và ngắn nha và nhìn bốn cái chân của chú nè không thể có móng vuốt, tuy nhiên nó lại khá là gân guốc và chú có thể chạy rất nhanh đó nha. Chú có một chiếc cổ khá là dài và đôi mắt màu đen nhánh. Anh cái miệng của chú khá là cứng và không hề có răng nha mọi người, chứng tỏ đây là một Igoron. Đây là một khủng long Igoron khổng lồ của mình đấy các bạn, nhìn nó to chưa kìa thấy không? Đấy, xịn đi. Chú khủng long ăn lá cây nha. Rồi đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là cao lớn và chú có thể đứng hai trên hai chân trông giống như một chú kangaroo vậy. Chú có làn da màu vàng và phần lưng thì lại có màu xanh lá cây và chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa. Thân hình chú có đầy những vết tròn màu đỏ trông khá là nổi bật luôn nè mọi người. Bốn cái chân của chú chắc khỏe và mập mạp nha. Và chú có một cái cổ khá là dài đó và cái đầu của chú có màu vàng nè. Wow, bọn Rosaurus quá tên quẹo đây chúng ta một con lông thuộc chi mà gọi bọn Rosaurus quá khá là to lớn đấy các bạn. Còn này chạy cũng rất là nhanh đấy chứ các bạn. Đặc biệt là một cái sừng cứng và nhọn nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ bé và chiếc đuôi khá là ngắn luôn. Chú có làn da màu xanh dương nha mọi người và đầu cánh dang rộng. Trên đầu cánh ấy là hai bàn tay có đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn trông khá là đáng sợ luôn. Chú có cái đầu màu vàng và trên đầu chú là một cái sừng cứng và nhọn nha mọi người. Đôi mắt của chú đen nhánh nè và cái miệng của chú khá là dài và nhọn nữa. Đây là một chú khủng long ăn thịt và chú thường bay lượn. Đây là thằng bay Pizarro đấy các bạn. Đấy, nhìn nó bay chưa kìa thấy không? Đó, xịn chưa kìa các bạn. Ở trên trời nha. Chú khủng long này có tên gọi là Spinosaurus nha mọi người. Chú có làn da màu đỏ, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu đen và chú có thân hình khá là nhỏ bé luôn. Chiếc đuôi của chú khá là ngắn và nhỏ nha, mà nhìn hai chân sau của chú này trông khá là gân guốc, tuy nhiên lại khá là nhỏ. Cho mọi người, hai chân trước của chú nhỏ hơn nhiều và không hề có móng vuốt và trông nó khá là vô dụng luôn nha.
chú có một chiếc cổ khá là dài và đôi mắt chú đang nhắm, khuôn mặt khá là hiện tự, tự nhiên chú lại là một chú khủng long ăn thịt nha. Là một con Spino với cả một con Chomper đây các bạn. Đó, nhìn nó hồn chưa các bạn. Đây chúng ta có một chú khủng long có tên gọi là Brachiosaurus nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá là to và nhọn. Bốn cái chân của chú khá là dài, tuy nhiên chú lại di chuyển khá là chậm và chú có làn da màu cam nha mọi người. Chiếc cổ của chú siêu dài luôn và trên chiếc cổ ấy là một cái đầu khá là nhỏ với đôi mắt đen tuyền và một cái mồm mũm khá là dài nè mọi người. Chú là loài khủng long ăn thực vật và thường ăn những chiếc lá cây ở tuyết tiền. Wow, và đây chúng ta có một khu lồng của nhà Brachio đấy các bạn, nhìn nó to chưa kìa đó. Đấy, nhìn nó to chưa kìa đó. Wow, cầu cực kỳ vậy. Cũng cao nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé và có làn da màu tím. Tuy nhiên phần lưng và cổ thì lại có màu xanh dương nha mọi người. Và nó mọc đầy những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn này. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn và nhỏ nữa. Hai chân sau gần gút và dài chứng tỏ chú có thể chạy rất là nhanh nha. Và nhìn hai chân trước của chú này đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn luôn. Nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha mọi người. Cổ của chú khá là ngắn và khuôn mặt của chú nhìn trông khá là đáng sợ luôn. Wow, và đây chúng ta có một bộ khủng long Brachiosaurus nha các bạn, nhìn nó to chưa kìa đó. Đấy, nhìn nó ngồi chưa kìa. Và đây chúng ta có một chú khủng long đuôi kiếm nha mọi người, gọi là khủng long đuôi kiếm bởi vì đuôi của chú có bốn cái sừng nhô ra sắc nhọn trông giống như những thanh kiếm vậy. Chú có một chiếc đuôi khá là dài nha. Thân hình của chú khá là to lớn và có làn da màu xanh lá và trên lưng chú mọc vô số những chiếc vảy to và có màu đỏ thắm trông khá là đẹp luôn nè mọi người. Chân của chú khá là dài và thon gọn, tự nhiên chú lại di chuyển khá là chậm đó. Chú có một chiếc cổ khá dài và chú là loài khủng long ăn lá cây. Wow, và đây chính là một con Stegosaurus thì các bạn, nhìn nó to chưa kìa đó. Đấy, nhìn ngầu chưa kìa. Nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ bé nha mọi người. Chú có làn da màu trắng và hai bên hông thì có màu xám và chú có tên gọi là Velociraptor nha. Đuôi của chú khá là ngắn và mọc lại những chiếc gai nhọn nè. Bốn cái chân của chú chắc khỏe và có những chiếc móng vuốt sắc nhọn, nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Đầu của chú khá là gai góc và có đôi mắt màu đỏ thẫm nè. Hai hàm răng trắng sắc nhọn chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Còn đây một con Indominus Rex các bạn. Nó lại bị chuột chiếm với con hổ lông Giga Batman nữa các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé và nhìn trông giống như một chú tê giác vậy. Chú có làn da khá thô và dày và có những chiếc gai nhọn trên lưng nhìn trông rất nguy hiểm nha. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn và bốn cái chân của chú rất khỏe vô cùng luôn và chú có thể chạy rất nhanh đó. Trên cổ chú là một cái bờm khá to và cứng và trên cái bờm ấy một tua của những chiếc sừng nhọn trông khá là nguy hiểm luôn nè. Ngoài ra chú còn có một cái sừng khá mọc trên ở mũi khá là to và cứng nha mọi người. Chú là loài khủng long ăn lá cây nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông giống như một chú thằn lằn vậy. Chú có làn da màu xanh lá và hai và những chiếc vảy thô cứng ở trên lưng trông khá là nguy hiểm luôn nè. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nha và đặc biệt chú có một cái vảy khá là lớn ở trên lưng. Bốn cái chân của chú trông khá là ngắn và tuy nhiên nó lại khá là cơ bắp và có những chiếc móng vuốt sắc nhọn màu đen, nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Wow, có được Pikachu Lord đấy các bạn, nhìn nó ngồi chưa kìa đó. Tại chúng ta có một khủng long Pikachu Lord khá là to lớn luôn vậy các bạn. Quay lưng của nó nhìn đi trong đường đấy các bạn, to chưa kìa. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ nhắn và có làn da xù xì nè mọi người. Làn da của chú màu cam, tuy nhiên phần lưng và đuôi thì lại có hai đốm màu đen nha. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa. Hai chân sau của chú trông khá là mập mạp và mạnh khỏe. Tuy nhiên hai chân trước thì lại khá là ốm yếu và không thể có móng vuốt mà trông nó giống như hai bàn tay vậy, trông khá là vô dụng luôn nha. Chú có một chiếc cổ khá là dài và cái đầu của chú u lên một cục trông giống như tảng núi trên đầu vậy, trông khá là dị. Đây, chúng ta có ba chiếc xe Phalosaurus như các bạn, nhìn nó to chưa kìa đâu. Đấy, nhìn ngầu chưa kìa. Thương luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ có tên gọi là T-Rex và là khủng long ăn thịt, vì vậy mặt của chú trông khá là dữ dằn luôn nha. Chú có thân hình khá là to lớn và có một chiếc đuôi siêu dài luôn nè. Chú có làn da màu nâu và những vết thương dài đặc trên thân thể chứng tỏ chú đã trải qua khá nhiều trận chiến rồi nha. Hai chân sau của chú to khỏe khổng lồ và có những chiếc móng vuốt màu đen nè. Tuy nhiên hai chân trước thì lại trông khá là ốm yếu và không hề có móng vuốt như nhau mọi người. Trông nó khá là vô dụng luôn.
còn mày nữa. Chú khủng long này có tên gọi là Carnosaurus nha mọi người. Chú có làn da màu hồng, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu xanh dương và những chiếc gai mọc dọc theo xương sống của chú trông khá là nguy hiểm luôn này. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn, thân hình của chú khá là gân guốc nha mọi người. Hai chân sau khỏe mạnh và đầy nhẫn cơ và chú có thể chạy rất nhanh đó. Hai chân trước của chú nhỏ bé và không hề có móng vuốt và trông nó khá là vô dụng luôn. Ngoài ra chú còn có hai cái sừng ở trên đầu khá là cứng nữa nha mọi người. Và đây là Carnosaurus rồi này các bạn ơi, chúng ta một con khủng long Carnosaurus khá là to lớn, nhưng các bạn nhìn nó to chưa nghe nó chị kẹ không? Và cuối cùng chúng ta có một chú khủng long có làn da màu xanh sẫm và phần lưng thì lại có màu vàng nha. Chú có một chiếc đuôi khá là dài đó. Bốn cái chân của chú trông khá là mập mạp và chắc khỏe và đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn, nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Chú có một chiếc cổ khá là cứng và gân guốc và nhìn kìa đôi mắt của chú màu đỏ thắm luôn, trông khá là nguy hiểm luôn này mọi người. Hai hàm răng sắc nhọn và cái lưỡi đỏ chót của chú chứng tỏ đây là một chiếc. Wow, và đây con siêu giới với con Interruptor này, các bạn gì đang ngồi vậy cả đâu? Đấy, xịn chưa kìa đâu, ở đây kìa nào, một cục lộn Interruptor khổng lồ.